trông lên Ngài. Ngài ngắm nhìn con, ôi quá tuyệt vời. Lạy thánh nhân hay làm phép lạ, xin truyền câu cùng Chúa, ban muôn ân lành cho nhân loài vơi bớt khổ đau. Trong cơn gian nan, người dân lương xa đều đến với Ngài. Trại gáo ơi, trại gáo ơi, sao mà yêu thế? Bà con quê tôi đơn xa và mộc mạc, thắm nghĩa tình vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi. Chiều chiều vòng tiếng chuông ngân, đoàn người đi xa mang âm thanh trở về, niềm vui tràn trề. Con lại về với thánh an tôn, trong phút linh thiêng nguyện cầu, con ngước trông lên Ngài. Ngài ngắm nhìn con, ôi quá tuyệt vời. Lạy thánh nhân hay làm phép lạ, xin truyền câu cùng Chúa, ban muôn ân lành cho nhân loài vơi bớt khổ đau. Trong cơn gian nan, người dân lương xa đều đến với Ngài. Trại gáo ơi, trại gáo ơi, sao mà yêu thế? Bà con quê tôi đơn sơ và mộc mạc, thắm nghĩa tình vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi. Chiều chiều vòng tiếng chuông ngân, đoàn người đi xa mang âm thanh trở về, niềm vui tràn trề. Chiều chiều vòng tiếng chuông ngân,